Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình đi với nhóm chú Tư vô Kiên Giang các bạn, ở huyện Hòa Đất nha các bạn. Đây cánh đồng mới cắt xong, đón chờ chú Năm này các bạn. Chú có mua cây trà mông vàng này các bạn ơi. Cây này là phải lên mé các bạn, mé bấm ngang đọt đâu có thể hạ xuống được. Giang đang lại chuẩn bị lại trèo lên các bạn.
Rồi lên chắc ngang hai cái tược đó luôn rồi. Rồi.
giáp rồi các bạn ơi. Rồi kéo đi, ngã đó. Ngã đó, ngã đó. Ngã các bạn. Wow. Ghê không? Rồi xong cây thứ nhất các bạn. Chú mua cây này lầm luôn ha. Cây này trong một vậy. Hả luôn hả? Hổ máy là nó bay ra, hổ máy là nó bay ra.